xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, còn mấy ngày nữa là tới Tết Dương lịch rồi. Anh thấy không, phố xá mọi người thì rất là tấp nập đi mua sắm, và mỗi gia đình thì chuẩn bị đón Tết Dương lịch theo cách của nhà mình nữa đó. Ừ, đúng vậy. Anh thấy thường thì người ta thường hay tổ chức nấu nướng ở tại nhà để nghỉ ngơi nè, xả hơi sau một năm làm việc vất vả. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều gia đình chọn ăn uống ở nhà hàng hay quán ăn mà phải đặt trước 1 đến 2 tháng đúng lần vậy, đó. Đúng vậy. Nhưng mà riêng cá nhân anh rất thích tổ chức ăn uống ở nhà vì mình có không khí ấm cúng gia đình nè. Được trò chuyện rất nhiều và đặc biệt là tiết kiệm chi phí được đó. Em đồng ý cả hai tay luôn. Và trong dịp này thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng nhận được một lá thư của bạn Minh Hưng ở địa chỉ minhhungamoc@gmail.com đã gửi thư về cho chương trình, chia sẻ là bạn là một du học sinh ở Đức nè, lần đầu tiên về Việt Nam sau những ngày tháng du học, thích xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày bởi vì đơn giản là chương trình đã hướng dẫn cho bạn những món ăn rất là phù hợp với đời sống du học sinh. Và nhân tiện cũng gửi đến cho chương trình 2 câu thơ nữa đó anh. Có thơ nữa à? Dạ. Anh đọc cho anh và quý vị khán giả nghe thử xem. 2 câu thơ như thế này. Bia Đức số 1 châu Âu, heo nướng bắp cải chua ngon thứ nhì. Không khó đối với anh đâu. Thưa quý vị và các bạn, món heo nướng bắp cải chua đó là một món ăn truyền thống của người châu Âu và còn là một món ăn để bắt đầu một năm mới. Trong chương trình ngày hôm nay cũng như thể theo lời yêu cầu của bạn Minh Hưng, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn món ăn có tên là heo nướng bắp cải chua. Để làm món này thì chúng ta cần chuẩn bị 1/2 ký thịt nạc dăm, 1/2 cái bắp cải tím, 1 củ hành tây, 1/2 trái táo, 2 nhánh cần tây, 1 muỗng tỏi xay, 1 ít tiêu đen đập dập, mùi tạt vàng, nước cốt chanh, 1 số gia vị thông thường, nước tương lisa, giấm gạo lisa và hạt nêm ai ngon. Anh Vũ ơi, mình chọn thịt heo như thế nào để cái món ăn của mình trong cái món heo nướng bắp cải chua này được ngon nhất hả anh? Thịt heo này chúng ta phải chọn thịt nạc dăm, mà chúng ta nên chọn thịt ở phần cổ là ngon nhất. Bây giờ anh sẽ dùng dây và buộc miếng thịt heo này lại, và anh sẽ cần một đoạn dây. Dưới tiên, chúng ta sẽ luồn vào dưới thịt heo đây, ta thắt nút lại. Kế tiếp, chúng ta luồn tay qua như vậy, lòn lại phía dưới. Dạ. Chúng ta buộc lại thành từng đòn giống như cái đòn bánh tét gì đó Ngọc Hương. Dạ. Như vậy ha. Nhưng mà em cũng không hiểu là tại sao mình phải bó cái miếng thịt heo lại như vậy ha anh. Chúng ta phải bó miếng thịt heo thành một đòn thon dài như vậy thì khi nướng thì là miếng thịt heo sẽ được chín đều. Dạ. Xong rồi. Bây giờ tới phần quan trọng nhất, tức là anh sẽ khoa cái nước để ướp thịt. Dạ. Và trước tiên em giúp anh gọt vỏ 1/2 trái táo này ha. Dạ. Và khi em gọt vỏ xong thì để cho táo không bị đen, chúng ta nên ngâm táo trong nước, có pha một ít nước cốt chanh. Dạ. Hành tây tôi sẽ cắt sợi. Cần tây tôi sẽ cắt nhỏ. Rồi, hành tây cho vào tô. Rồi bây giờ thì táo cũng sẽ cắt nhỏ luôn. Và anh bỏ hạt ha. Rồi bây giờ anh cho táo vào tô luôn. Và bây giờ anh cho tiếp vào đây 1/2 lượng hành tây. Anh nêm vào đây 1 muỗng ai ngon, 1 muỗng canh đường luôn. Dạ. 1 chút xíu tiêu và 1/2 muỗng chanh muối thôi. 1 muỗng nước tương lisa. Dạ. Và 1 muỗng canh giấm gạo lisa. Dạ. Và cái chỗ hỗn hợp này chúng ta sẽ xay với 1 chén rưỡi nước bằng máy xay sinh tố. Và đây anh đã xay sẵn, em thấy xay ra thì nó nhuyễn như vậy. Dạ. Thì chúng ta sẽ dùng hỗn hợp này, chúng ta sẽ ướp với thịt heo chúng ta đã buộc khi nãy và chúng ta phải ướp trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ anh sẽ cho vô ướp như vậy nha. Dạ. Và yêu cầu là nước ướp là phải ngập mặt thịt như vậy nha các bạn. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tỏi xay. Và chúng ta sẽ đem xay bằng máy xay sinh tố, chúng ta phải xay thật là nhuyễn để trong tủ lạnh qua đêm là được. Nếu các bạn không có thời gian thì thịt heo này chúng ta không bó thành từng đòn như vậy mà chúng ta cắt ra thành từng miếng mỏng. Sau đó chúng ta cũng ướp với hỗn hợp gia vị như vậy khoảng chừng độ 30 phút thì chúng ta đem đi chiên. Và trước khi lấy thịt ra thì chúng ta cũng vuốt sạch hết những cái hỗn hợp gia vị còn dính trên miếng thịt. Dạ. Và anh sẽ thoa một lớp mùi tạt vàng mỏng trên mặt như vậy ha. Dạ. Và cuối cùng anh sẽ rắc tiêu đen đập dập lên trên mặt như vậy. Trước khi nướng thì chúng ta nên chiên sơ để thịt được săn, như vậy khi nướng sẽ không bị mất nước ngọt. Khi chúng ta chiên thịt vàng đều các mặt như vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cho ra khay, chúng ta đút lò nướng. Tôi sẽ nướng 180 độ
và vặn lửa đều hai mặt với thời gian là 45 phút. Trong khi chờ nướng thịt thì anh sẽ xào bắp cải chua. Rồi bây giờ dầu đã nóng, anh sẽ cho phần hành tây còn lại vào. Dạ. Và anh sẽ cho bắp cải tím vào xào. Anh sẽ cho đây một muỗng ăn gì ngon, một muỗng cà phê đường, một xíu muối cho vừa ăn, một xíu tiêu cho thơm, và cũng một muỗng cà phê giấm gạo đi ra cho có vị chua ha. Rồi như vậy là được đó con Phương à. Em tắt bếp nha. Rồi tắt bếp. Tắt bếp. Anh gấp vừa đem ít bắp cải để trên giữa dĩa như vậy. Và bây giờ anh sẽ cắt ra từng lát, anh sắp vô dĩa. Đó. Wow, rất là hấp dẫn nha. Anh Vũ ơi, cho Ngọc Hương thử miếng đi chứ. Đây, để anh lấy cho em một miếng, anh thử xem như thế nào ha. Dạ, cảm ơn anh Vũ nha. Rồi. Ngon quá anh Vũ ơi. Thịt thì chín mềm nè, thơm mùi gia vị. Bắp cải thì ăn chua chua giống như là đồ chua của người Việt mình vậy đó. Ừ, đúng rồi em à. Chính vì vị chua của bắp cải cùng với cái vị ngọt cũng như vị béo của miếng thịt nướng để giúp chúng ta ngon miệng hơn và dễ tiêu hóa nữa. Chúc quý vị thật thành công và ngon miệng. Đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.